với Biệt Đội Lại Lần. Yeah! Các bạn ơi, mình là Hoàng Anh nhá. Mình là Chí nhá các bạn nhá. Mình là Hưng Duệ các bạn nhá. Mình là Hiếu Loạn các bạn nhá. Các bạn ơi, hôm nay vừa mình vừa đọc comment thì cô đọc được một comment của bạn Nguyễn Thành Long và yêu cầu mình chơi trò chơi. Đó chính là cắn mới liếm nha. Và hôm nay mình sẽ thực hiện theo yêu cầu của bạn đấy nhá các bạn nhá. Và ở đây bọn mình có hai cái bát này để bọn mình gập mấy cái lá phiếu này vào và cho vào đây để bọn mình bốc thăm các bạn nhá. Còn cái bát này để bọn mình úp thức ăn lại để cho không ai biết được trong ấy là cái gì các bạn nhá. Các bạn ơi, bây giờ trong cái bát này có một đồ ăn bất ngờ các bạn nhá. Và bây giờ bọn mình sẽ thực hiện bốc thăm này để xem là phải làm gì với từ đồ ăn này nha các bạn nhá. Bốc các bạn nhá. Hiếu mở trước đi. Được rồi, để tớ mở. Ủa các bạn ơi, người đây các bạn ơi. Đến mình các bạn nhá. Xem mình làm gì ạ? Liếm các bạn ạ. Ôi ạ, quá các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ mở ra. Liếm. Ôi các bạn ơi, tôi cắn rồi các bạn ạ. Ôi liếm thế. Phan ơi, về bố mẹ xác định được ai là người ngửi, ai là người liếm và ai là người cắn cắn rồi các bạn nhá. Bây giờ mình sẽ mở cái bài ra. Wow! Này ơi, bây giờ mình sẽ ngửi trước các bạn nhá. Wow! Chua lắm các bạn ạ. À. Các bạn ơi, mình liếm. Giờ để mình liếm này các bạn ơi. Ôi. Chanh chua quá các bạn ạ. À. Mình liếm này mà không biết là chè nó cắn lên thế nào nhỉ các bạn nhỉ. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ liếm này các bạn nhá. Ôi ơi, các bạn chua chua đắng đắng. Vậy là đã kết thúc lượt 1. Bạn Hoàng Anh cắn miếng chanh chắc chua không các bạn nhỉ? Chua Hoàng Anh. Chắc chua ấy, ông hỏi thế ông hỏi được. Chua lên lên mồm ấy. Bây giờ bọn mình sẽ chuyển sang lượt 2. Và lượt chơi của mình có một thay đổi một chút các bạn nhá. Bọn mình sẽ vứt một cái liếm đi. Và một người cầm cái này để bọn mình bốc thăm. Và người đấy sẽ phải theo một trong ba bọn mình xem là chọn. Phải, nếu mà giả sử theo mình thì mình chọn đúng cái liếm thì bạn ấy phải liếm giống mình nhé các bạn nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu trò chơi nha. Hưng Duệ. Vậy là mình sẽ bốc đầu tiên các bạn nha. Bây giờ mình sẽ mở ra, bây giờ mình mở đầu tiên các bạn nha. Liếm. Các bạn nhìn mình nha. Ngửi cái gì đấy các bạn nha. Chế nó tiêu mình cắn các bạn. Điên là lướt. Các bạn ơi, biết được người liếm ngửi hoặc là cắn rồi các bạn em. Bây giờ mình sẽ lại tiếp tục mở này ra các bạn nha. Cái gì cái gì. Ui các bạn ơi, ngon đến nay mình chỉ được liếm này. Rồi, đến Hiếu Lan. Phê rồi chứ. Phê rồi. Giờ đến tôi cho chè ăn trước. Ngon không chè? Để tôi thử nha. Các bạn ơi. Ngọt đi, ngọt đi. Ngọt. May mình bốc cái cắn may thôi các bạn. Các bạn ơi, lượt hai hai bọn kia may quá được ăn kẹo. Mình thật chỉ bạn. Người thôi các bạn. Mình thèm bỏ hết dãi người các bạn. May quá các bạn. Vâng là thôi, sang lượt hai của mình sẽ cố gắng gỡ nhỉ. Các bạn ơi, có thăm về với mình mở bát này các bạn nhá. Các bạn ơi, mình mở đầu tiên các bạn nhá. Mở
đi. Mở xin mở đi. Cái gì nào? Là cái gì các bạn ạ? À? Liếm. Các bạn ơi, em sẽ mở mắt. Ngon các bạn ơi. Buồn nữa. Bây giờ mình ngửi các bạn nhá. Thế này mà các bạn cắn này không biết thế nào. Người mới cay các bạn. Đấy. Từ từ bạn được. Liếm nè. Cho các cậu này. Cay quá các bạn ơi. Cay quá. Cay quá. Các bạn nhìn mình nè. Các bạn nhìn. Ôi cay quá các bạn ơi. Các bạn ơi, lượt ba này vừa nãy bạn Hiếu là phải ăn tương ớt. Mình ăn tương ớt cay kinh nhất cả người. Hay là mình là bạn chỉ liếm khi gừng phê một. Mình là may nhất các bạn ạ. Chỉ việc người yêu nha các bạn nha. Bán này mình quyết tâm thắng rồi bạn nha. Mày chơi lượt 4 nha. Luôn lượt 4 các bạn nha. Đây là ngày may mắn này cho mình các bạn ạ. Liếm các bạn nha. Đúng rồi, mình liếm các bạn nha. Nào liếm đi, liếm đi. Các bạn nhìn bạn Hoàng Anh ăn này các bạn. Cắn nào. Cắn. Cắn được các bạn nha. Nào. Cay quá bạn. Em không chịu nổi rồi. Cay như mình quen rồi. Nói luôn các bạn. Các bạn này, lượt thứ tư thì mình là cái thằng đen nhất các bạn ạ. Cắn rồi quả ớt này, lưỡi nó cứ líu lẹ cả. Bây giờ mình bắt đầu lượt thứ năm luôn, mình cho này gỡ luôn. Mình sẽ bốc đầu tiên các bạn nha. Người các bạn ơi, mình là liếm. Mình thì mình biết là của mình là cái gì đấy các bạn ạ. Cắn các bạn nha. Mở ra xem mở ra xem mở ra may mắn các bạn nha. Đồ gì ấy. Yeah. Bánh mì các bạn ơi. Người lần này anh em lại đi ăn rồi người. Bây giờ mình sẽ bây mình sẽ ngồi đầu tiên các bạn nha. Không được ăn các bạn ạ. Trời liếm các bạn ạ. Liếm bạn ơi. Liếm bữa đi. Ngon quá. Đây chị. Các bạn này mời các bạn này. Mình nhìn mời các bạn nha. Ngon quá. Các bạn này, lượt 5 là bọn mình là sướng nhất các bạn. Cắn bánh mì. Mình bây giờ mình đi ăn không được ăn các bạn nhìn nó ăn. Bây giờ sẽ ăn quá. Sáu rồi các bạn nhá. Cắn được tiếp đến không? Đây mình sẽ bốc cho các bạn nhá. Liếm các bạn ơi. Cắn. Từ từ xem đồ gì đã lỡ mày bắn đi Hưng à. Nào xem anh em vận hình. Cắn đi các bạn ạ. Thì bên bọn mình chắc chắn sẽ là các bạn để mình biết chắc chắn là cái gì đấy. Người các bạn ơi, mình chỉ sướng thật các bạn. Bây giờ anh các bạn, bây giờ mình sẽ mở xem cái gì các bạn nhá. Mở ấy. Quá là người.
sao chị phải hỏi anh người trước các bạn nhá. Anh người, anh người nhá. Ôi người mà đắt thế này không biết mấy bạn ừ. Liếm mèo bạn cắn thì ôi. Như nào các bạn? Các bạn đến mình nhá. Cái mặt năm mình sẽ cắn nào. Ôi trời ơi, mình ơi, ăn cái mắm này thế này thì không biết mình có đủ sức ăn được cái tỏi nữa không các bạn ạ. Theo mình ăn tỏi các bạn ạ. Mình bóc xong tại Hưng các bạn nhá. Này Hưng gắn đi Hưng. Ôi cắn cắn ngon vào. Quý không thể nào. Các bạn nhìn Hưng cắn đây các bạn này. Quý Hưng cắn nó có đúng các bạn ạ. Thôi các bạn ơi, clip cũng khá lâu rồi. Bây giờ trò chơi của mình đây là kết thúc rồi các bạn nha. Và mình cảm ơn bạn Nguyễn Thành Long để ra ý tưởng của mình làm clip này nha. Và nếu các bạn thấy clip này hay thì hãy like, subscribe và chia sẻ cho bạn bè cùng biết để và mình... nếu các bạn biết ý kiến nào nữa thì hãy comment như bà Nguyễn Thành Long để một mình thực hiện các bạn nha. Bye bye.